Thiên Lý xin mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Chúng ta gặp nhau trong chương trình Cùng Xây Tổ Ấm. Chương trình được phát trực tiếp trên Facebook. Đây là chương trình hỏi đáp về tình yêu, hôn nhân và gia đình cùng với Mục sư Ngô Duy Cường. Và chương trình thường lệ chúng ta sẽ diễn ra vào sáng thứ năm hàng tuần ở tại Việt Nam và tối thứ tư hàng tuần ở cả tại Hoa Kỳ. Chúng ta đi qua bốn bài học, bốn cái chủ đề trong tuần vừa qua và Thiên Lý sẽ nhắc lại để chúng ta có thể tiện những anh chị và các bạn là không tiện theo dõi thì chúng ta có thể xem lại ở trên kênh YouTube của Mục sư Ngô Duy Cường. Chủ đề ngày thứ nhất trong những tuần vừa qua chúng ta cùng hỏi đáp với nhau đó là chủ đề em khao khát tình anh, và chủ đề thứ hai đó là anh hẹn với em nhé, và tiếp theo đó là anh cứ tự nhiên hướng dẫn em. Rồi là chủ đề ngày thứ ba tiếp theo đó là hãy đưa em lên cao. Đây là bốn chủ đề mà chúng ta đã cùng thảo luận với nhau. Và trong chương trình vừa rồi thì chúng ta vắng mặt 2 tuần. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến tiếp theo với chủ đề là hãy hôn em với nụ hôn đầu. Những điều gì ban đầu luôn luôn để lại cho chúng ta những xúc cảm rất là tuyệt vời, ví dụ như mối tình đầu, nụ hôn đầu, cảm xúc ban đầu khi ở bên cạnh người ấy. Và đặc biệt là trong tình yêu hay là trong hôn nhân, khi đã kết hôn rồi thì tất cả những cảm xúc ban đầu đó vẫn đọng lại ở trong mỗi một người, trong người chồng và người vợ. Và đôi khi bởi những áp lực trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta thiếu vắng đi những hành động lãng mạn, những cảm xúc nồng nàn thì chúng ta thường sẽ nhớ về những ngày ban đầu đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau, cùng trao đổi với nhau và đưa ra những câu hỏi xoay quanh chủ đề là hãy hôn em với nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu mang lại cho chúng ta những cảm xúc gì và nó có thể tiếp tục ngay cả là 5 năm, 10 năm, 20 năm sau đó. Khi chúng ta đã từng kết hôn với nhau, đã kết hôn với nhau rồi thì liệu cái nụ hôn đầu đó, liệu cảm xúc ban đầu đó có trở lại với những cặp vợ chồng sau rất là nhiều năm tháng chung sống với nhau hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau xoay quanh chủ đề này. Và Thiên Lý sẽ mời Mục sư Ngô Duy Cường sẽ trò chuyện với chúng ta trước khi bắt đầu buổi Zoom ngày hôm nay. Dạ, xin mời Mục sư Ngô Duy Cường ạ. Cảm ơn cô MC Thiên Lý. Xin chào anh chị Phi Tường Vân, Yến Nga cùng tất cả chúng ta là những người đang theo dõi chương trình. Chủ đề hôm nay là hãy hôn em nụ hôn đầu. Đây là một câu nói có thể là từ trong trái tim nói ra bằng lời nơi môi miệng, hoặc là cũng có thể là một ước mơ thầm kín ở trong tâm tư người nữ. Trong suốt tuần qua đó, nhất là bắt đầu từ cái ngày trước cái ngày Valentine vừa qua, và chúng ta thấy là ngày Valentine đó nó đã trở thành một ngày của quốc tế rồi, nó không còn đơn độc ở tại Hoa Kỳ nữa, nhưng mà tôi thấy ở Việt Nam cũng tưng bừng, mà Việt Nam lại được cái diễm phúc là kỷ niệm hoặc là thưởng thức ngày Valentine trước chúng tôi bên này đó. Hoa Kỳ là cái nơi gọi là cái nôi của ngày Valentine, nhưng mà khi sanh đứa con Valentine ra đó thì thế giới đón mừng Valentine trước. Chúng tôi cũng hơi ganh một chút nha. Đáng lý ra cái lò phải được thưởng thức cái viên kẹo mà mình đã tự làm nên, nhưng mà Việt Nam tôi thấy rằng tuổi trẻ và người lớn Việt Nam cũng vậy, biết bao nhiêu câu nói và những mẫu chuyện đã được đưa lên trang Facebook rất hấp dẫn, mang đầy cái ký ức của kỷ niệm và những câu chuyện xúc động lắm. Và trong tuần tôi cũng tự xem lại và tự hát, tự đánh guitar bản nhạc mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết. Đây là một bản nhạc rất là nổi tiếng, và tôi nhớ vào khoảng cái năm 16 tuổi tôi được nghe bản nhạc này, và thời đó thì ước gì mình có cái guitar để có thể tập bài này. Và đến trước cái ngã tư của ngôi nhà Yến Nga đó để vừa đánh vừa hát bản nhạc này. Tôi nói với quý vị, có thể nếu việc đó xảy ra vào thời đó thì sau đó thì tôi có lẽ là cũng độn thổ, là vì
Đó là một ước mơ, nhưng mà thật sự là một sự táo bạo lắm mới có thể làm được điều đó. Nói xa nói gần đó, thì cái bài nhạc đó là Chiều Đó Hoa Hồng, chúng ta còn nhớ không? Bản nhạc này chúng ta nghe thì phần lớn mọi người nói rằng tác giả là người Liên Xô, nhưng mà không hẳn là như vậy. Đây là một cái đất nước nhỏ ở gần Liên Xô thôi, nó gọi là Georgia đó, Georgia nó gần Liên Xô. Và đây là câu chuyện có thật về cuộc đời của một anh họa sĩ. Anh này đó, anh là một họa sĩ nghèo thuộc trường phái cổ điển. Nghèo đến mức độ đó mà vẽ bức tranh nào ra bán rẻ bán mắc bán hết để có tiền sinh sống và đủ tiền đó để gom góp lại mua một cái căn hộ nhỏ để làm cái studio. Studio có nghĩa là phòng vẽ tranh riêng cho mình. Và rồi thời gian trôi qua đến năm 1909 đó, có nghĩa là vào khoảng thời gian anh này anh được 47 tuổi, thì có một cô ca sĩ người Pháp đến thành phố của anh để biểu diễn. Và anh nghe nói về tiếng tăm cô này đã lâu rồi. Đêm hôm đó đi xem mà quả thật như vậy. Cái tiếng hát của cô này phải nói là ru hồn của bao nhiêu ngàn hoặc là triệu người trai trẻ thời đó. Và anh cũng mê say cô này. Anh mê say nhưng mà anh không biết tỏ tình như thế nào. Và cô này đó sống ở trong thành phố cũng không cách xa cái studio của anh. Cho nên ngày nào anh cũng đứng lén lút ở nơi đầu ngõ của anh chờ đợi. Và anh không biết tỏ tình như thế nào. Cho nên cứ mỗi lần mà cô đi ngang qua rồi đó, đi xa anh khoảng chừng mấy chục mét đó, thì anh cúi xuống. Anh bò trên mặt đất, anh cúi xuống. Anh vừa rơi nước mắt mà anh vừa hôn ở trên những cái bước chân mà cô đã đi qua. Chúng ta thấy dễ sợ không? Cái người họa sĩ này so crazy, fall in love đến mức độ crazy, hôn lên từng bước chân và ngày nào không vậy hết. Và cô này cô rất là kiêu sa, tiểu thơ đài cát mà cô không bao giờ có quay lại phía sau cả. Và biết bao nhiêu chàng trai mê say cô, người nào đến cô cũng nói no, cô khước từ, là vì cô cho rằng cô là một nghệ sĩ của quốc gia và ngay cả thế giới luôn nữa. Và là một người nghệ sĩ của quần chúng thì cô không muốn mình thuộc về ai cả. Cho nên cũng đã có lúc cô quay lại bất ngờ đó, cô thấy anh này đang hôn ở trên mặt đất. Và cô cười mỉm mà cũng có ý cười mỉa mai anh này nữa. Có thể là lúc đó trong tâm của cô nói tại sao you lại crazy như vậy. Và anh này thì mỗi lần mà anh được hôn trên từng cái dấu chân mà cô đi qua đó, đối với anh đã hạnh phúc lắm rồi. Anh có thể về, anh ngủ. Có thể là cô này cô đi từng bước chân như vậy, cô không, ngay cả không còn sót lại cái bóng của đôi giày, đôi dép của cô nữa. Nhưng mà lần nào cũng vậy, anh cũng hôn cả một thời gian qua. Và cuối cùng đến ngày sinh nhật của anh quyết định làm một việc phải nói là rất là táo bạo, là anh bán tất cả mọi thứ ở trong cái studio, ngay cả các cái cỏ vẽ bán luôn, bán rẻ bán mắc bán hết, bán luôn cả studio. Và anh mua cho cô tất cả những đóa hoa của các cái chợ hoa ở tại thành phố đó available. Anh mua hết, mua tất cả và bao nhiêu xe chở đến để đây ở phía trước nhà của cô. Đương nhiên lúc đó còn sáng sớm, cô chưa có thức giấc. Nhưng mà khi cô thức giấc và cô mở cửa sổ ra đó, thì một cái luồng hương thơm từ bên ngoài đó nó bay vào bên trong, mà cả cái thành phố đó mọi người đã đứng phải nói là chân hửng ngạc nhiên, như thế nào, tại sao mà bông hoa lại nhiều như thế. Vì vậy đó mà cái tựa đề của bản nhạc này là Chiều Đó Hoa Hồng, có nghĩa là không đếm nó được, quá nhiều. Và khi mà cô này cô ngửi thấy cái mùi hương hoa từ bên ngoài nó bay vào, và cô nhìn xung quanh, rồi cô nhìn xuống dưới thì thấy trên mặt đường đầy hoa hồng và các loại hoa khác nữa, thì quá xúc động cô mới chạy ra. Cô chạy ra hỏi ai,
Chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi, dù tôi đã hát ở nhiều nơi, là chưa có một người nào làm cái việc này đối với tôi cả. Và lúc bấy giờ, có một người từ trong góc của con phố lấp ló bước ra. Thì đương nhiên, giữa hai con người thật sự là hai thế giới khác nhau. Một người thì quá tuyệt đẹp như thiên thần, còn một kẻ đó thì dơ bẩn, hôi hám và rách rưới, một anh họa sĩ nghèo mà. Lúc đó đó, anh đã vẽ được bức họa cho cố rồi, nhưng mà anh không dám trao bức họa đó. Là vì so với hình ảnh thật mà anh nhìn thấy bên ngoài đó, thì bức họa của anh không là gì cả, cho nên anh giấu, anh không dám khoe ra. Và quá xúc động cho nên cô này có chạy đến, cô hôn anh một nụ hôn nơi đôi môi của anh. Và theo câu chuyện kể là đó là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng. Sau đó thì đương nhiên cô được gả cho một người rất giàu có, như trong bản nhạc mà chúng ta thường từng nghe đó, có cái câu như vậy: anh buồn, anh cô đơn. Nhưng mà bức họa mà anh đã từng vẽ cho cô đó, hiện tại quý vị biết bao nhiêu tiền không? Chúng ta thử đoán thử, so với cái anh nhà giàu nào đó cưới cô này. Thường thường họa sĩ là như vậy đó. Nhưng mà trong cuộc đời của tôi được cái may mắn là người tôi yêu tôi được diễm phúc để cưới là Yến Nga đó. Có lẽ tôi là một trong nhiều lắm những họa sĩ được may mắn là yêu và được cưới người mình yêu. Van Gogh ngày xưa cũng vậy, cũng là một kẻ thất tình. Và từ đó anh bị những cái bệnh, ngay cả trầm cảm nữa. Và chúng ta biết tranh của Van Gogh bây giờ như thế nào. Nói đi nói lại đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong con người đó, ai có một khát vọng lớn lắm, yêu và được yêu. Nhưng mà có biết bao nhiêu người yêu nhưng mà lại không được yêu. Có nghĩa là tình yêu một chiều đó. Và phước cho những ai cưới được người mình yêu, được hôn trên đôi môi của người mình yêu. Và nụ hôn đó là nụ hôn trường cửu. Hôm nay chúng ta đi vào chủ đề là hãy hôn em nụ hôn đầu. Tôi cũng tin rằng có rất nhiều người được cưới người mình yêu, nhưng mà cái nụ hôn đầu đó nó phôi pha và nó phai nhạt đi quá sớm, phải không ạ? Để rồi trải dài theo những năm tháng, mấy chục năm sau đó, chúng ta không nhớ cái ký ức mình đã được hôn như thế nào và mình đã từng hôn như thế nào. Và hôm nay cũng không cách xa cái tuần lễ Valentine mà chúng ta vừa đi qua, thì tôi thấy rằng đây là chủ đề chúng ta cần nói lại, cần chiêm nghiệm một lần nữa để xem cho coi nụ hôn đầu nó như thế nào. Nó có phải là nụ hôn của cảm xúc, của yêu thương, hay là nó còn có ý nghĩa gì nữa? Để rồi nụ hôn đó thường xuyên được trao cho nhau, chứ không nhất thiết chỉ hôn một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn trong những tháng đầu tiên của đời sống hôn nhân, rồi sau đó nó phai nhạt theo thời gian, phải không ạ? Cho nên tôi sẽ chuyển lại cho cô MC Tiên Lý và các anh chị em để chúng ta tiếp tục đi vào chủ đề hôm nay. Dạ, cảm ơn mục sư Ngô Duy Cường đã có đôi lời trước khi chúng ta trao đổi với chủ đề ngày hôm nay. Thì đúng là thật là may mắn và hạnh phúc nếu như chúng ta cưới được người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Nhưng mà may mắn và hạnh phúc hơn nữa nếu như mà đó là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối, tức là một mối tình duy nhất trong suốt cuộc đời của người đó. Thì Thiên Lý thấy là rất là hiếm cái người nào có được thứ tình yêu như vậy. Và Thiên Lý cũng đã từng nghe câu chuyện của mục sư Ngô Duy Cường và chị Yến Nga, một mối tình đầu và là mối tình cuối, hay là câu chuyện của chị Tường Vân và anh Phi, đúng không ạ? Chị Vân và anh Phi cũng là một cuộc tình như vậy. Thiên Lý thấy là hôm nay với chủ đề là hãy hôn em với nụ hôn đầu, nó rất phù hợp với tâm lý và cảm xúc của phụ nữ. Phụ nữ thì thường hay nhớ về những điều gì đó trong quá khứ, đặc biệt là những điều gì đó rất là đẹp và những cái cảm xúc lâng lâng, xúc cảm của mình trong suốt những cái thời gian yêu đương. Và đôi khi người ta chỉ ngồi để tưởng nhớ lại, để gọi là thưởng thức lại
cái hương vị đó qua cái trí nhớ của mình và ước ao gì những cái xúc cảm đó được trở lại với mình ngày hôm nay. Với chủ đề là hãy hôn em với nụ hôn đầu thì Tiên Lý hy vọng rằng là sẽ nhận được những câu hỏi từ các anh chị ở trong phòng Zoom cũng như là các bạn hay là các anh chị đang theo dõi trên Facebook. Tiên Lý sẽ mời câu hỏi đầu tiên với chị Tường Vân. Chị Tường Vân có câu hỏi gì cho chủ đề ngày hôm nay? Xin mời chị. Vâng, xin chào Hồng Sơn, Ngô Như Cường, Thiên Lý, chị Yến Nga, Anh Phi và tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình trên Facebook Live. Thì hôm nay mới vừa qua ngày Valentine cũng được có vài ngày thôi, thì Vân cũng ngay ngày đó mình cũng rất là xúc cảm nhiều. Tuy rằng không phải đó là cái ngày duy nhất chúng ta nói về tình yêu, nhưng mà là một cái ngày tự nhiên mình cũng cảm thấy đặc biệt. Thì Vân cũng nhớ lại, muốn chia sẻ chút câu hỏi thì Vân sẽ đặt sau. Thì Vân cũng là một trong những người may mắn, là anh Phi là cái người yêu đầu tiên, là người bạn đầu tiên luôn. Và Vân vẫn còn nhớ được cái nụ hôn đầu tiên. Đó chỉ là một nụ hôn rất là nhẹ trên má, nhưng mà lúc đó mình mới 18 tuổi thôi, mà nó để lại một cái dấu ấn rất là mạnh. Và tới bây giờ mình vẫn còn nhớ tới cái cảm giác đó, và mình nhớ được là cái mặt mình nó đỏ bừng như thế nào cho dù mình không có thấy được. Thì phải nói rằng cái nụ hôn đầu đó nó đặc biệt vô cùng luôn. Và nó Vân nghĩ chắc không bao giờ mình sẽ quên được cái nụ hôn đó. Thì sẵn thì em cũng muốn hỏi một sư là thực sự nụ hôn nó rất là, nụ hôn đầu nó rất là đặc biệt như vậy, nhưng mà khi mà mình lấy nhau một thời gian nó lâu lắm rồi, một sư, tụi em quen nhau là 30 năm rồi thì không biết là bao nhiêu nụ hôn rồi, thì làm sao để mà mình có thể mình có được cái cảm giác giống như là cái nụ hôn đầu tiên? Tại vì dĩ nhiên là cái nụ hôn đầu tiên nó rất là đặc biệt, nhưng mà em cũng muốn được có cái cảm giác là giống như cái lần đầu vậy đó. Câu hỏi tôi sẽ hỏi ngược lại từ Vân đó. Hôn nhau nhiều quá có ngán chưa? Dạ em thì thấy chưa. Chưa thì vẫn là nụ hôn đầu. Câu hỏi kế tiếp đó là tại sao nụ hôn đầu lại đặc biệt như vậy? Có phải là đó là lần đầu tiên mình được hôn, hay là vì cái tâm trạng của mình? Và nếu lúc nào cũng là nụ hôn đầu thì có lẽ là chúng ta nên chuẩn bị tâm trạng của mình mỗi ngày. Không hẳn nó là nụ hôn đầu tiên mà chúng ta cảm thấy thích đâu. Có những người tư tình đó. Tư tình có nghĩa là vụng trộm bên ngoài, người ta vẫn có những nụ hôn đầu rất là thích thú. Vì vậy mới thích ăn trộm là vậy đó. Mới thích trộm tình. Là vì đó là cái nụ hôn của tâm trạng, chứ không phải là đầu thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Cho nên khi nghiên cứu về điều này đó, hoặc là suy gẫm về điều này, thì chúng ta phải để ý đến tâm trạng của mình. Tôi tin rằng nụ hôn đầu nó sẽ liên tục có tính sáng tạo cho đến giây phút chúng ta nói tạm biệt nhau vì tuổi già sức yếu, vì một người ra đi trước, một người ở lại. Yeah. Nếu mà vợ chồng thật sự lúc nào cũng muốn có những cái ngày lãng mạn trong đời sống thì cái tâm trạng cần phải được chuẩn bị. Cái nghệ thuật đưa đẩy những cái nụ hôn của mình cũng phải được chuẩn bị. Và như vậy ngày nào chúng ta cũng được hôn nụ hôn đầu cả. Tường Vân, các chị em thấy tâm đắc về điều này không? Cái tâm trạng của mình, tâm trạng của người hôn mình cũng vậy, quan trọng lắm. Chứ còn không có để ý tâm trạng là nhàm chán. Vì chúng ta nhớ không? Cái tâm trạng ban đầu là cái tâm trạng hồi hộp, tâm trạng chờ đợi, tâm trạng trân trọng nhau, quý nhau. Trong tâm của người hôn, nụ hôn đầu tiên không bao giờ muốn làm tổn hại hoặc tổn thương đến cái người mình sẽ hôn hết. Rất là trong trắng, trong sáng. Đó là tâm trạng đó. Đó là tâm trạng. Và nếu tâm trạng nó được kéo dài theo thời gian sống, đời sống hôn nhân thì nó quá đẹp đi. Và tôi thấy nên là như vậy. Và đó, nó là điều cần có lắm. Là vì khi hai đứa đã quyết định bước lên chiếc thuyền đi trên sóng biển của cuộc đời đó, thì nụ hôn đó lại càng cần thiết, quý lắm. Là vì trước kia hai đứa đứng trên đất liền mà. Phải không? Chưa có ai có trách nhiệm với ai điều gì cả. Nhưng mà khi bước lên chiếc thuyền đó thì dù cho biển có lặn hay là nổi sóng đi nữa đó, nụ hôn nó cần thiết lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta có đề tài này.
có cái chủ đề hãy hôn em nụ hôn đầu. Anh đến với em với nụ hôn đầu như thế nào? Tâm trạng của anh lúc đó là sao? Có phải anh chỉ muốn đến anh muốn chạm vào da mặt của em thôi, hoặc là trên môi của em thôi, hay là trong tâm anh đang suy nghĩ cái gì mà nó tạo một cái ấn tượng đậm đà như vậy, sâu như vậy, mà ký ức của em vẫn còn có rất rõ ràng về xúc cảm, về tâm trạng lúc đó. Và bây giờ sau 30 năm hoặc là 40-50 năm, nụ hôn đó nó có phai nhạt hay không, hay là nó vẫn còn đó? Và để có được nụ hôn đó hàng ngày thì cả hai phía đều phải chuẩn bị tâm lý cho nhau. Tâm lý nó dẫn dắt, nó làm cho chúng ta hưng phấn và chờ đợi nhau, để tránh trường hợp vụng trộm bên ngoài. Đó lý do tại sao người ta vụng trộm, là vì người ta cứ muốn có những cái cảm xúc nó hồi hộp, bồn chồn và chờ đợi. Chứ còn nói chung chung tắt đèn mặt ai cũng giống nhau hết. Tình nhân giống vợ mình à, không khác nào. Khi tắt đèn chẳng ai thấy ai, đúng không? Khi tắt đèn chỉ còn là tâm trạng thôi. Chỉ còn là tâm trạng thôi. Tâm trạng và tâm lý thôi. Tường Vân thấy như thế nào? Dạ em bây giờ thì tụi em đã đỡ lắm rồi à, chứ còn có một khoảng thời gian nói chuyện còn không nói nên đừng nói gì tới hôn một tư. Thành ra là hôn nhân nó qua một cái giai đoạn nó giống như em từng chia sẻ đó, nó đủ màu hết trơn. Rồi có những năm nó xám xịt và có những năm thì nó xanh xanh một chút. Thành ra là ngày xưa có một thời gian rất là dài à, hai đứa không có hôn nhau vì nó không có nói chuyện được với nhau. Nhưng mà khoảng nhiều năm, 5-7 năm đổ lại thì tụi em bắt đầu lại. Và từ khi mà học được một sư là nói là mỗi ngày phải hôn đó. Thành ra là anh Phi anh cũng chịu khó anh học. Thì em cảm nhận được rằng là nó gắn kết tụi em nhiều hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là em vẫn cái cảm giác của cái nụ hôn đầu tiên đó. Là người đầu tiên luôn. Cho nên là nó vẫn đặc biệt lắm. Và hy vọng rằng có thể là em sẽ tìm được cái cảm giác đó, thì em sẽ cố gắng để mà tạo cái cảm giác, có nghĩa là mình chuẩn bị tinh thần như thế nào để mà mình có thể đón nhận những cái nụ hôn đó với cái cảm giác giống như cái thở ban đầu, thì cái điều đó bản thân tụi em phải phải cố gắng hơn. Dạ em cảm ơn. Thấy sau một thời gian đó Phi chắc có lẽ cũng thấy như vậy, là giọng nói của Tường Vân lúc này thấy dịu lắm đó. Có nghĩa là tâm và ý đó đều đã đến một cái điểm gọi là hồi xuân đó, phải không Tường Vân? Cải lão hoàn đồng hả, hồi xuân hả? Dạ, lúc này bớt. nhớ cái lần đầu tiên có Zoom không, Tường Vân cứ hỏi sao mà em có thể trở lại cái giọng nói hoặc là có được giọng nói, thì bây giờ thấy giọng nói của Tường Vân có lẽ là đang trong cái thời yêu thương mặn nồng đây, cho nên mới được cái giọng nói như thế này, tốt lắm. Chứ thời xưa đó, là nói giống như là đoàn trưởng đội trưởng vậy đó, phải không? Tốt, chúc mừng hai vợ chồng. Cảm ơn câu hỏi của chị Tường Vân. Đúng là người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và nhìn lên khuôn mặt người ta có thể cảm nhận được hết cái niềm hạnh phúc hay là niềm vui hoặc nỗi buồn của mỗi người. Chúng ta đều nhìn thấy nụ cười của chị Vân, ánh mắt của chị Vân, và có thể nhìn thấy đằng sau đó là một gia đình rất là hạnh phúc. Và với cái chủ đề là hãy hôn em với nụ hôn đầu, thì Thiên Lý cũng muốn là đặt một câu hỏi trước khi câu hỏi của anh Phi và chị Yến Nga. Đó là nụ hôn trong tình yêu và trong hôn nhân nó quan trọng như thế nào? Bởi vì trước hôn nhân thì người ta hôn nhau rất là nhiều. Rất là nhiều. Bất kể lúc nào gặp nhau là chỉ muốn hôn nhau thôi, muốn ôm nhau thôi. Nhưng mà khi kết hôn rồi, là vợ chồng, là của nhau rồi, thì chỉ 1 đến 3 năm đầu thôi, thì dần dần những cái hành động đó nó giảm bớt. Và có những người, có những cặp vợ chồng thì mình thấy có bạn nói rằng là mấy năm nay liền rồi em chưa bao giờ nhận được nụ hôn của chồng, ngay cả lúc ân ái luôn cũng không luôn, cũng chỉ là làm cho xong thôi. Và cô ấy nói là không biết là cái mối quan hệ của em đối với anh ấy, vợ chồng, nó có thực sự là vợ chồng hay không, hay là nó chỉ là cái chuyện quan hệ một cách bình thường giữa người nam và người nữ. Và cô nói là đối phụ nữ, là đối với em thì nụ hôn nó là cái sự gắn kết, nó là cái cảm xúc để cho cô ấy có thể bước vào trong cái chuyện ân ái.
Thì muốn mục sư có thể nói thêm một chút về cái ý nghĩa của nụ hôn trong việc kết nối giữa nam và nữ, nó quan trọng như nào ngay cả khi người ta 70-80 tuổi chẳng hạn. Đó, xin mời mục sư ạ. Chúng ta nên ghi nhớ điều này và dùng thời gian đó để suy gẫm. Giữa người nam, người nữ đó, người ta biết nhau không phải qua tiếng nói, âm thanh, mà qua nụ hôn. Giữa người nam và người nữ, tâm hồn biết nhau, trái tim biết nhau, thân thể biết nhau qua nụ hôn chứ không phải qua lời nói. Nghiệm là biết được liền thôi. Anh ấy hôn tôi như thế nào? Cái cách hôn, có những người nam đó, thật sự là rất là vụng về trong cái việc đó. Nói chuyện như điện thoại rất hay. Nhưng mà cái ngày đây lần đầu tiên, có nghĩa là hẹn hò đầu tiên, vì một nụ hôn mà cô đó bỏ liền. Mấy tiếng sau là quyết định bỏ lại anh đó liền. Mà tôi nghe câu chuyện này rất nhiều nha, qua nhiều trường hợp khác nhau. Liếm mặt người ta, thay vì mình đặt một nụ hôn nhẹ, mình liếm mặt luôn. Và mình giống như mình muốn nhai luôn cái miệng người ta vậy. Người nam và người nữ hiểu nhau qua nụ hôn chứ không phải qua lời thuyết trình. Nhất là người nam hay dạy vợ bằng cái miệng á, lấy băng keo bịt miệng mình lại, đừng có nói nhiều, đừng có khiêu khích vợ mình, nhất là những lời nói nhảm, nói xàm đó, hãy bỏ những lời nói đi, trân trọng từng lời nói của mình, nói cái gì nó ra cái đó, nhất là đàn ông, mà tốt nhất đừng nói nhiều. Ok, để ý đến nụ hôn của mình. Một nụ hôn của mình vợ hiểu ngàn hàng ngàn lần so với một tiếng nói của mình. Thử đi, càng nói vợ càng ghét, vợ không nói ra thôi, vợ không phục anh, càng thuyết như thế nào tôi càng không phục anh, tôi không nói ra thôi, nhưng mà anh hôn tôi đó, tôi phục anh. Nếu tôi nói những điều này nó lạ tai và nghe không được tâm đắc đó thì cho tôi biết. Nhưng mà đây là sự thật. Dù là hôn trên đôi môi hay là hôn trên bần trán, hôn bên má, hôn nơi vành tai, hôn nhẹ đằng sau, sàng sau gáy, hôn nơi cổ hơn nơi ngực, hôn nơi kín, hôn nơi bàn tay, bất cứ nơi nào, hôn nơi bàn chân người nữ. Thấy cái người họa sĩ mà tôi kể không? Anh này anh chỉ hôn cái bóng của đôi giày của thôi. Chúng ta có thể tưởng tượng cái sự si mê của người đàn ông này. Cái cô này có đi ngang qua con đường đó mà anh đi theo, anh ngồi, anh nằm xuống mà anh hôn cái bóng của đôi giày. Đôi giày, cái guốc, đôi guốc vừa đi qua, anh hôn đôi bóng, cái bóng đó. Thì nếu mà anh được hôn trên đôi môi, anh sẽ hôn như thế nào? Một người nghệ sĩ. Người ta hiểu nhau nhờ nụ hôn chứ không phải nhờ lời nói. Đừng có nói rằng anh thọ thể với em nhiều mà anh có thể thuyết phục em. Hoặc là anh thuyết pháp, anh giảng cho em nghe, anh dạy em. Không. Người nữ người ta rất tâm lý, thông minh lắm. Chỉ có nụ hôn đó mới có thể đặt họ đúng vị trí của họ thôi. Còn lời nói của chúng ta không bao giờ đặt họ đúng vị trí của họ cả. Họ sẽ phản kháng, họ sẽ nổi loạn, họ sẽ bất bình và họ sẽ là terrorist trong gia đình của chúng ta. Anh Phi nhớ điều này nha. Anh Phi hôm nay mặc cái áo có cái cờ của gọi là gì đó, Blue Life Matter, phải không? À. Đó. Nhớ là đừng có làm cảnh sát trong nhà giùm. Ok. Cái nụ hôn nó làm, nó giúp cho người nữ biết vị trí của mình. Nó giúp cho người nữ có cái giọng nói đúng với cái tâm tình của người nữ, giúp nhiều lắm. Không nói hết về nụ hôn. Đó là lý do tại sao vua Salomon câu đầu tiên của sách Nhã Ca, ông nói rằng, ông nói dùm người nữ đó, không hề có câu nói ước gì chàng nói cho em nghe. Không hề có cái từ nào ở trong cả một cuốn sách Nhã Ca nói về em ước gì anh nói cho em nghe. Không bao giờ tôi đọc hết câu đó hết á. Nhưng mà tôi chỉ đọc thấy là ước gì chàng hôn tôi bằng nụ hôn từ miệng chàng. Đúng không? Và trải dài suốt sách Nhã Ca, nụ hôn, nụ hôn, nụ hôn, nụ hôn. Và đúng như vậy,
Có một nhà văn nói rằng có những điều người ta chỉ có thể nói với nhau qua nụ hôn thôi. Có những điều không thể nào giải thích cách khác được, không thể nào giải quyết cách khác được, mà chỉ có thể nói với nhau qua nụ hôn. Tại sao chúng ta không để ý nụ hôn? Đó, để trả lời cho điều mà chị Thiên Lý nêu lên là như vậy. Hay lắm. Và nụ hôn nó không đến từ đôi môi mà đến từ lương tâm của người đàn ông. Nó đến từ lòng trắc ẩn người đàn ông. Lòng trắc ẩn càng rộng, càng mênh mông như thế nào thì nụ hôn càng đẹp bấy nhiêu. Nó mang đến sự chữa lành cho người nữ, chữa bệnh cho người nữ. Nó mang thêm sức sống cho người nữ, sự tự tin cho người nữ và lòng quả cảm cho người nữ. Quan trọng lắm. Đâu nhất thiết lúc nào phải hôn cái môi, hôn bàn tay nè. Đủ thứ chỗ trên thân thể người nữ để người nam có thể hôn. Tôi đến giờ phút này, mỗi khi hôn Yến Nga tôi phải xin phép. Tôi vẫn là một anh họa sĩ nghèo như là họa sĩ mà chúng ta vừa nghe qua câu chuyện. Tôi phải tìm thấy, tôi phải tìm những cái bóng hình của đôi guốc Yến Nga đi qua đó. Mà chúng ta biết rồi, đôi guốc khi mà đi qua một con đường ở buổi bình minh, buổi sáng, nắng thì buổi sáng nắng nó nhạt lắm. Nó không như là buổi trưa nắng gắt, mà khi nhìn thấy là biết dấu chân đó đã được in ở nơi nào. Nó chỉ hiện như một cái bóng thoáng thôi. Rồi mình đi tìm những cái bóng mình hôn. Và ngày xưa tôi yêu Yến Nga cũng vậy. Chỉ nhìn bóng hình nàng là vui vẻ về nhà. Yên tâm rồi. Chưa một lần nắm tay mà. Cho đến khi gặp lại ở tại Hoa Kỳ. Rồi. Cảm ơn mục sư Ngô Duy Cường. Tiếp theo thì Thiên Lý sẽ mời anh Phi đi. Anh Phi có thể nói hoặc là đưa ra một cái câu hỏi nào đó với cái chủ đề nụ hôn đầu. Ví dụ như là ban đầu khi anh Phi, cái nụ hôn đầu tiên của anh Phi dành cho chị Vân, nó có những cái xúc cảm như nào hay là tâm trạng như nào để khiến cho chị Vân có những cái xúc cảm hạnh phúc và lâng lâng như vậy? Xin mời anh Phi ạ. Xin chào mục sư, chào chị Thiên Lý cũng như chị Nga và Tường Vân. Thì cảm ơn câu hỏi của chị Thiên Lý. 30 năm rồi mà chị hỏi như vậy thì là thật sự ra là tôi không nhớ lúc đó là cảm giác tự như thế nào, nhưng mà phải công nhận lúc đó là cái không gian, cái thời gian nó rất là đặc biệt. Nhớ là lúc đó là trời cũng hơi hơi bắt đầu xế xế chiều rồi, chiều chiều tối rồi. Thì coi như là một cái hôn phớt nhẹ qua thôi. Thì nhưng mà cũng lúc đó là Tường Vân lúc 18 tuổi, Tường Vân rất là đẹp, rất là xinh gái. Thì bây giờ dĩ nhiên không phải nói là bây giờ không đẹp, mỗi tuổi có một cái nét đẹp khác. Nhưng mà cái lứa tuổi lúc 18 đó Tường Vân rất là xinh gái, rất là dễ thương, tóc thì dài để tóc thề, tóc dài đó. Mà tóc mái thì để ngang, rồi tóc dài phía sau để dài xõa ra rất là đẹp. Thành ra tự nhiên ngay lúc đó là mình chỉ muốn muốn hôn nàng một gọi là tặng nàng một nụ hôn. Thì dĩ nhiên nếu như mà đường đường chính chính thì chắc là nàng không cho rồi, nó phải hôn lén. Thành ra nhưng mà không nghĩ là cái hôn như vậy mà để cho Tường Vân để một cái ấn tượng sâu như vậy. Thì đó là cái cảm nhận của Phi lúc đó. Thì quay lại cái vấn đề của hồi nãy anh mục sư mới chia sẻ đó. Vậy thì nói tóm lại đó là coi như là đàn ông lại càng ít nói càng tốt, mà hôn người yêu hoặc hôn vợ càng nhiều càng tốt. Ý của mục sư là như vậy, có phải không? Thì giờ chúng ta cũng gần hết rồi, bây giờ mình giải thích nữa thôi. Đấy chứ. Đó thì tôi cũng nói đầy đủ rồi về cái lý do tại sao đó. Thì chúng ta đã nghiệm được trong đời sống rồi. Tôi cũng đã chứng kiến tình cảm của ba mẹ mình và thế hệ người lớn thì thường là như vậy. Người ta
có nhiều lý do lắm, và chúng ta chỉ thương và thông cảm thôi. Không thể nào so sánh thế hệ này được. Ngay cả thế hệ này các con của chúng ta cũng chẳng biết hôn nữa. Vì vậy mấy đứa mới dễ bỏ nhau. Mấy đứa đây có nghĩa là thế hệ trẻ. Chúng thấy không? Ngổ ngang ngoài đường, học chương trình tiểu học đó mà đã hôn hít nhau rồi. Ngay cả tôi nghe nói vào phòng vệ sinh đó mà làm tình với nhau luôn. Dễ sợ như vậy. Phòng vệ sinh đó, phòng vệ sinh công cộng của trường high school đây. Dễ sợ như vậy. Rồi đó, 2-3 tuần sau lại với người khác. Có nghĩa là đó không phải nụ hôn. Nó cũng hôn, nó cũng liếm nhau, nó cũng rút lưỡi nhau, đủ thứ trò hết. Nham nhở và lộ mạng chứ không phải nụ hôn. Nụ hôn nó đến từ lòng trắc ẩn. Chúng ta phải ghi nhớ những điều mà tôi vừa nói để mà biết giải thích cho các con của mình. Nhiều khi nghe chương trình đi nhanh quá, không kịp ghi xuống và ông không kịp ghi tâm. Cho đến khi nào con thấy được người đàn ông đó hiện trên ánh mắt của con người nam đó, hiện trên ánh mắt của con của người đàn ông đó hoặc là người nam đó, cái ánh mắt của lòng trắc ẩn thì mới để cho hôn, còn không lấy tay như thế này. Họ sẽ tôn trọng con lắm. Không sao đâu, đừng có sợ họ buồn con. Tại vì nụ hôn ban đầu quan trọng. Họ có chuẩn bị hôn hay chưa? Họ hôn bằng cái gì? Tại sao họ hôn? Đâu có dễ dàng như vậy được. Để rồi biết bao nhiêu cô gái cay đắng suốt cả cuộc đời. Và chán ngán nụ hôn. Là vì khi mình được hôn mà bị hôn không đúng cách đó, là chúng ta sợ hôn lắm, sợ bị hôn lắm. Mà đúng như tôi nói lúc nãy đó, biết bao nhiêu câu chuyện đã tôi đã được nghe qua những lần tôi tư vấn được kể. Nói chuyện trên phone thì rất hay, viết thư, viết email rất hay, thư tin rất hay, nhưng mà khi gặp ở trong cái buổi hẹn hò đầu tiên, vài tiếng đồng hồ sau cô đã dứt khoát là xong. Là sao? Là vì người con gái ta thông minh, ta biết được nếu nụ hôn đầu tiên mà không ra gì, thiếu cân nhắc, thiếu sự trân trọng thì nó sẽ kinh khủng lắm nếu đi vào phòng phòng thuê với nhau, đi vào loan phòng với nhau, nó sẽ kinh khủng lắm. Mà khôn, người con gái đó tôi thấy rằng khôn đó, có sự hiểu biết, có một sự nhạy cảm đáng kể. Còn không là phiền lắm. Và biết bao nhiêu người nữ đã bị như vậy và cố gắng chịu đựng đến cuối cuộc đời của mình. Người đàn ông hệ không biết hôn là người đàn ông đó không thể nào là chồng mình được. Dù là hôn trên bàn tay. Ngày xưa thì có thể người ta không hôn trên bằng miệng. Hay là người ta hôn trên bờ vai, hôn tóc chẳng hạn. Nhiều nơi lắm trên thân thể người nữ có thể hôn. Nhưng mà hệ không biết hôn có nghĩa là không biết tâm lý người nữ rồi. Không tinh tế về tâm lý. Và không tinh tế tâm lý sẽ bị trở ngại trục trặc về tâm lý khi sống đời sống hôn nhân với nhau. Sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn đó cho đến cuối cuộc đời. Và đây là sự thật. Nói không hết được về nghệ thuật liên quan nụ hôn đâu. Và tôi thấy rằng các bậc phụ huynh hình như không ai giáo dục con mình. Mà ông chẳng biết gì để giáo dục mà dạy con mình. Phải không ạ? Cho nên các cháu đó, không phải là các cháu cố tình, nhưng mà các cháu struggle bên ngoài rất nhiều. Các cháu bị đau khổ về nụ hôn rất nhiều. Chứ không phải mấy đứa cố tình giỡn cợt với việc yêu thương hoặc là hôn nhau đâu. Là vì cha mẹ không hề nói đến việc này, cũng không có sự hiểu biết cần thiết để nói nữa. Rất là uổng. Đó, như vậy đó anh Phi. Cảm ơn anh Phi rất là nhiều. Hôn em với cái hôn nụ hôn đầu thì giống như là nó cũng bao hàm cái thông điệp đó là anh ơi, hãy đến với em, hãy đến với em với hình ảnh ban đầu của anh. Nhớ về nụ hôn đầu cũng chính là nhớ về hình ảnh của người đàn ông lần đầu tiên đến với mình, từ cách hành xử, từ lời nói. Và tất cả những cái gì của ban đầu đó nó được thể hiện qua nụ hôn. Cảm ơn sự chia sẻ của anh Phi vừa rồi. Và tiếp theo thì Thiên Lý sẽ mời câu hỏi của chị Yến Nga. Xin mời chị Yến Nga. Dạ, mến chào mục sư Thiên Lý, anh Phi và Tường Vân.
Khi nãy mục sư có nói cái chữ là lòng trắc ẩn đó, thì lòng trắc ẩn có nghĩa là sự thấu hiểu cái người phối ngộ của mình rồi mới có thể hôn người đó. Thì em thấy cái điều này rất là hay. Nó đòi hỏi một cái sự, phải nói là khiêm nhường đó, khiêm nhường, bao bọc, rồi rất nhiều điều để mà mang hạnh phúc đến cho cái người bạn đời của mình. Nhưng mà theo như em thấy bây giờ đó là mọi người đều rất là tất bật, hầu như bận rộn quá với công việc của mình, không còn muốn thấu hiểu người bạn đời của mình nữa, để mới có những giây phút lãng mạn, yêu thương nhau. Thì mục sư có thể giúp để có những cái khoảnh khắc nào đó để đưa đến những cái nụ hôn có lòng trắc ẩn như vậy. Rồi, trước khi đi vào câu hỏi của cô Yến Nga, đấy em, thì nhân đây tôi giới thiệu với quý vị cuốn sách. Có đọc được không nè? Art, The Art of Kissing. Ok, trong đây nó có hàng trăm cách thức hôn. Và trong tủ sách của tôi có tới mấy quyển sách như thế này. Đây là những cái sự gợi ý mà chúng ta có thể gợi ý với các con của mình sinh ra lớn lên với cái văn hóa của Tây Phương. Tuy nhiên, cái cuốn sách này đó, tác giả ghi ở đây là A kiss is just a kiss. Nụ hôn chỉ là nụ hôn thôi, hay là nó là một điều gì khác. Rất quan trọng để chúng ta có thể đọc, hiểu, chia sẻ với các con của mình, gợi ý với các con của mình. Phần lớn tuổi trẻ ở đây đó bị thất trận, thất bại, thất thủ và thất tình là vì nụ hôn. Đơn giản và đơn giản như vậy thôi. Chưa biết người ta bao nhiêu đã hôn ta rồi. Phải không? Để rồi khi mình make một cái mistake sau nụ hôn đó là người ta cay đắng với mình. Là vì cái nụ hôn đó nó nói lên điều gì? Nó nói lên là tôi sẽ cam kết. Trong tâm lý của người con gái mới lớn mà khi được hôn đó, đương nhiên người ta có cái cảm giác về xúc cảm, về tâm trạng. Nhưng mà sâu trong tâm của họ đó, thì họ hiểu như thế này. Anh đã cam kết. Cam kết cái gì đó là người nam không rõ, là vì người nam đâu có cái plan nào, đâu có một cái kế hoạch nào cam kết cái gì đâu. Nhưng mà trong sâu trong thâm tâm người nữ đó, là đã đinh đinh rằng người này cam kết vậy mà ngày hôm sau anh không mở cửa xe cho mình. Hoặc là anh vụng về cái chuyện gì đó. Dựa trên nụ hôn của ngày hôm qua mà hôm nay tôi bực mình anh. Người thanh niên không biết gì hết. Chúng ta hiểu không? Cho nên thà hôn chậm lại chút. Từ từ hôn. Chưa có gì đã hôn miệng ta rồi. Để người ta tìm hiểu mình và mình hiểu tìm hiểu người ta cái đã. Đó. Tuổi trẻ ở Mỹ, ở khắp nơi trên thế giới. Thất thủ, thất bại, thất tình là vì cái nghệ thuật hôn thôi. Đơn giản và đơn giản như vậy. Cho nên suốt cả sách nhà ca lặp đi lặp lại ước gì đó là niềm ao ước lớn nhất của người nữ mà. Phải chăng người ta cần nụ hôn để thỏa mãn cái xúc cảm của da thịt? Nếu mà như vậy thì tất cả đều có thể đi vào những cái nơi bán dâm để mà thỏa mãn cái xúc cảm của xác thịt. Không, nụ hôn nó đâu phải xác thịt, nó là tâm trạng, nó là lòng trắc ẩn, nó là nghệ thuật, nó là sự tế nhị, sự khéo léo, sự ân cần, nó là tất cả. Vì vậy cái biển bao la của người nữ đó, ước là ước nụ hôn chứ đâu có ước gì khác. Không ước gì khác cả, chỉ ước nụ hôn thôi. Vì vậy mà người châu Phi người ta nói đó, nếu mà du cưới một con khỉ đó, vì tiền á, vì tiền của nó, thì cái cô mà trong câu chuyện này đó, thay vì cô lấy cái anh họa sĩ đó thì không,
Cô lấy một cái con khỉ rất là giàu. Theo câu nói người châu Phi thôi, tôi phân ra thêm chút xíu nha. Thì người châu Phi nói rằng, rồi thì tiền của nó cũng bay hết thôi. Nhưng mà bản chất khỉ của nó vẫn còn ở đó. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu cô gái đẹp á, nương tựa vào những người nam có tiền của. Xấu xí cũng được, cọc xúc cũng được, lỗ mạng cũng được, miễn sao có tiền. Biết bao nhiêu người đẹp mà đời sống của họ thật sự bất hạnh. Cho nên xoay đi sau xoay lại đó, ý Nga và tất cả các anh chị em. Nụ hôn và Chúa ban tặng cho, Thượng Đế ban tặng cho chúng ta đôi môi, và Ngài cũng đặt ở dưới đôi môi đó trái tim. Và đúng như vậy, có rất nhiều điều người ta cần nói với nhau qua nụ hôn. À, cảm ơn quên, anh cũng quên Yến Nga hỏi gì đó. Yến Nga vừa hỏi gì đó em? Yến Nga hỏi lại đi, hay là anh đã trả lời được phần nào đó rồi? Anh trả lời được rồi đó anh. Em cảm hỏi ơn. Gì vậy? Em hỏi là với ngày nay đó, người ta bận rộn quá đi, không còn cái thời gian để mà có lòng trắc ẩn nữa. Tại vì trắc ẩn là thấu hiểu, thông cảm, yêu thương, bao bọc, che chở nhau đó. Vì bị chi phối, giống như nãy anh cũng có trả lời rồi, là tại vì nhiều khi cái đồng tiền đó nó làm mất đi cái hình ảnh của sự lãng mạn rồi. Thì phải biết dừng lại để thưởng thức nhau thôi. Cảm ơn câu hỏi của chị Yến Nga. Đúng là nụ hôn mà xuất phát từ lòng trắc ẩn, có thể nó không phải là nụ hôn đầu, là nụ hôn sau 20 năm, 30 năm. Thì Thiên Lý nghĩ rằng nó vẫn mang lại những cảm xúc hạnh phúc đối với người vợ hay là đối với người phụ nữ. Thiên Lý mới đọc một cái bài thơ của một của một con cái chúa với cái tựa đề đó là Nước Hoa Đắt Giá. Thì Thiên Lý sẽ đọc vài câu trong này để thấy rằng là để có lòng trắc ẩn, người ta phải mở đôi mắt của mình ra, mở đôi tai của mình, và để quan sát, để cảm nhận. Thì cái sự trắc ẩn, ai cũng có lòng trắc ẩn, nhưng để đánh thức cái lòng trắc ẩn thì đôi mắt của mình, đôi tai của mình cũng phải mở ra mới có thể thấy được điều đó. Thì đây là bài thơ mà vài câu thơ thôi của một người đàn ông viết về vợ của mình. Đêm qua nằm cạnh vợ, thoáng thấy mùi mồ hôi, chợt làm ta khó chịu, nhưng nước mắt ứa rơi. Thương em đời con gái, theo về làm vợ tôi, cùng tôi xây tổ ấm, lam lũ nơi xứ người. 4 lần em làm mẹ, nuôi con lớn lên người, bao khó khăn vất vả, em chẳng than nửa lời. Xin cảm tạ ơn Chúa đã ban em cho tôi mùi nước hoa đắt giá, đó là mùi mồ hôi. Mùi mồ hôi khó chịu đấy, nhưng với lòng trắc ẩn thì anh ấy cảm nhận đó chính là mùi nước hoa đắt giá nhất. Và Thiên Lý nghĩ rằng là với cái sự trắc ẩn đó thì nụ hôn mà anh ấy dành cho vợ có thể là nụ hôn tuyệt vời nhất. Nụ hôn mà trong đó có thể rơi rưng rưng những cái dòng nước mắt, và người vợ cũng cảm nhận được cái tình yêu của người chồng dành cho mình qua nụ hôn. Đó không phải là nụ hôn đầu, nhưng đó là nụ hôn của tình yêu thương, của xúc cảm, của lòng trắc ẩn. Thì đây có lẽ cũng chính là cái sự mong đợi, cái sự khao khát của người phụ nữ đối với người chồng của mình. Cảm ơn câu hỏi của chị Yến Nga. Tiếp theo thì chị Vân có câu hỏi gì thêm cho chủ đề nụ hôn đầu không ạ? Em thì câu hỏi này thì em hỏi dùng cho một số bạn đó. Bạn bè của em thật sự thì bạn không có được may mắn là có được cái hạnh phúc với nhau, vì nó cũng có nhiều trục trặc ở trong cái hôn nhân. Nhưng mà em có nghe ví dụ như là người đàn ông không có được tinh tế khi mà hôn người phụ nữ đó. Ví dụ như khi còn mới quen nhau thì nói chung là trước khi hôn nàng thì cũng phải vệ sinh răng miệng đồ cho nó thực sự. Nhưng mà khi lấy nhau về thì lại có nhiều anh thì lại, cái này không nói anh Phi nha, anh Phi thì rất là giỏi, nhưng mà có nhiều anh thì lại quên mất cái vấn đề đó, và
thực sự đồ ăn Việt Nam của mình á, nó rất là nồng. Và nếu như mà người phụ nữ mà được taste được cái mùi như vậy thì em thấy nó không còn cảm hứng gì. Thành ra là ở đây thì em không biết làm sao là dĩ nhiên là mấy anh phải phải biết cái điều tế nhị đó, nhưng mà em nghĩ có một số người không biết là do lâu ngày rồi vô tình rồi quên hay là như thế nào, nhưng mà em thấy cái điều đó rất là cần thiết khi mà đối với người vợ, người phối ngẫu của mình đó, phải trân trọng cái nụ hôn đó. Giống như cái ngày đầu tiên mà đi hôn người ta thì dĩ nhiên như vậy là mất điểm, không thể nào cua được cô đó rồi. Cho nên là em không phải là câu hỏi, nhưng mà em chỉ muốn nói với lại cái cương vị là cái người phụ nữ, tụi em rất là nhạy cảm ở mùi vị hay là gì đó, và nếu mà em ngửi được mùi nước mắm hay mùi tỏi hay mùi gì đó thì em nghĩ là em cũng rất là dị ứng, mà em cảm nhận được cái nỗi niềm đó của cái người bạn của em. Và cũng rất là thương cho người bạn là không có được có cái người chồng tinh tế mà trao cho cái nụ hôn mình trân trọng đó. Thành ra là em thấy là cái điều này không biết là một sư có thể nói thêm một chút về vấn đề khi hôn thì các anh có nên để ý thêm cái gì hay không ạ? Thấy Tường Vân nói đầy đủ rồi đó, nói ai nghe cũng phải cân nhắc đó. Còn gì nữa, cạn lời đâu còn gì để nói. Cạn lời rồi đó một sư. Cạn lời rồi, mình đó càng có tuổi bao nhiêu càng sạch sẽ, càng đẹp bấy nhiêu. Quyết là không để mình xấu mà. Quyết là không để mình xấu. Mình nhìn mình có được hay không? Và hàng ngày mình soi gương, chải chuốt cho mình, o bế cho mình, xem được cái miệng của mình, môi của mình, răng của mình. Ở đây và thời mà chúng ta sống, cái phương tiện về nha khoa nó quá đầy đủ. Ngay cả thuốc súc miệng vân vân, nước súc miệng, tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết. Vậy thì còn cái gì nữa? Không ạ? Chúng ta đi ăn tiệc cưới, mặc đồ đàng hoàng lịch sự, đi ra ngoài giao lưu mọi người cũng vậy, thì ở nhà cũng tương tự vậy thôi. Đừng có lặp đi lặp lại cái câu thơ của Hồ Dến nghe mệt quá. Cứ cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ yêu thương có ở đời, tôi lại muốn nạm vàng muôn khổ cực. Mình cho vợ mình nuôi heo, tắm cho heo, hốt phân heo, rồi lên giường ngửi thấy cái mùi phân heo còn dính ở trên thân thể của vợ, rồi mình muốn nạm vàng muôn khổ cực để cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Tôi không phải chống đối cái thế hệ trước, nhưng mà tôi thấy toàn là cái miệng không à. Cái miệng làm thơ, làm văn, nhưng mà chính cái miệng đâu không đánh răng nữa. Mình ngồi bên cạnh vợ mình đàn, cầm đàn guitar lên mình hát, mà cái miệng của mình hôi rình. Mình vừa hát, mà mình vừa hút thuốc, mình vừa phà vô mặt vợ mình nữa. Răng thì cái còn cái mất hút thuốc quá mà. Rượu uống rồi lại lấy cái gì? Cóc đó mà chấm mắm ruốc nữa chứ. Ngay cái lúc hát cái bài này thì còn gì đời nữa. Lòng cô gái Việt Nam sao tươi nổi. Phụ nữ Việt Nam không tươi thì đất nước phải nghèo thôi. Đơn giản như vậy, là do đàn ông không để ý đến nụ hôn của mình. Mình làm cho thân thể của người phụ nữ Việt Nam đó héo hon, bệnh hoạn. Nhiều khi soi gương, người ta không dám soi gương nữa. Là vì người đàn ông đó, đối với họ. Qua cách ăn nói hàng ngày. Rồi lúc ân ái với họ, không phải là ân ái nữa mà làm tình, làm tội người ta chứ không phải ân ái. Đẻ đó đều vậy đó. Gà trống gặp gà mái. Tường Vân nhờ tôi kể lễ ra, tôi kể hết. Tôi nói thật, tôi chán đàn ông Việt Nam. Tôi cũng là đàn ông Việt Nam đấy.
tôi nói thua, đất nước Việt Nam như vậy là phải rồi. 95 triệu dân bao nhiêu người đàn ông, tệ lắm. Ăn uống ngoài đường cũng vậy, ở trong nhà hàng cũng vậy, không có phong cách. Tham lam, chỉ giỏi cái nhậu, giỏi luồn cuối. Không một người đàn ông nào có thể có được nụ hôn quân tử, hào hiệp đối với người nữ được nếu đó là người đàn ông tiểu nhân. Không bao giờ. Vì tiểu nhân và luồn cuối đó, nhút nhát ở ngoài đường, ngoài chợ, cho nên về nhà phải hành hại vợ. Tại vì họ phải tìm một nơi nào đó để biểu lộ hoặc là biểu thị cái sức mạnh của mình. Nhưng mà ngoài đường là vì họ đã luồn cuối rồi. Họ nhút nhát ở trong mọi cái góc độ của đời sống. Cho nên họ không tự nhiên về để hôn vợ họ bằng nụ hôn của một anh hùng. Từ ở ngoài xa trường, chiến trường trở về. Cái này tâm lý lắm luôn. Tâm lý lắm luôn. Cho nên đất nước của chúng ta mới như vậy. Giờ cứ nói sau giải phóng đi bao nhiêu năm rồi cũng như vậy. Văn hóa nó không có, không được bình thường. Người phụ nữ thời nay mang bán đi. Chúng ta thấy không có thời nào mà phụ nữ phải bán thân của mình cho nước ngoài, nơi này nơi khác, bán rẻ, bán mắc, bán hết. À, tại vì Tường Vân gợi ý cho nên tôi mới nói thêm vậy đó, cho nó đầy đủ. Đó. Cảm ơn. Thân phận người Việt Nam mình, những người con gái của mẹ Việt Nam, thấy thương không? Thấy thương không? Rồi những người con gái lớn lên rất là mơ mởn như thiên thần vậy đó. Khoảng chừng 17, 18 đã được ngắm nhìn trước rồi. Tôi có nói chuyện với những người bạn. Sau mấy chục năm rồi mới nói chuyện lại. Những người bạn học trong lớp. Thời đó thì chúng tôi chỉ là những sinh viên 17, 18 sắp ra trường. Vậy mà mấy cô trong lớp rất là đẹp. Đã được hoặc bị bên ngoài ta ngắm nhìn hết rồi. Thì vừa xong trung học là bị gả đi. Sau bao nhiêu chục năm mới được nói chuyện lại. Thì các bạn đã nói rằng thời đó thì những thanh nam ở trong lớp đó, ai cũng nghèo thiếu. Cũng nghèo thiếu. Chỉ có chiếc áo sơ mi và cái quần với vài cuốn sách đi học thôi. Cho nên không nghĩ gì xa xôi hơn nữa. Cho nên những người con gái mà có nhan sắc đó một chút đó là vừa tốt nghiệp cái là có người đưa đi rồi. Ngay cả có những người chưa tốt nghiệp trung học. Nhưng mà cuộc đời của họ giống như là một tấm lụa đào đó. Ở giữa chợ vậy. Trôi dạt theo dòng đời. Thấy chưa? Và quay lại câu chuyện mà chúng ta nói hôm nay. Chúng ta có chủ đề này để làm gì? Nhiều khi tôi cũng phân vân. Không lẽ lên đây để kể tội. Làm gì? Tôi nói đây là tôi nói với tất cả những cái niềm khát khao đó của một người đàn ông Việt Nam. Và mình mong muốn rằng người đàn ông Việt Nam phải nhìn lại hết. Rồi giáo dục những người con trai trong gia đình của mình phải nhìn lại hết. Chứ thấy đất nước mình đó, cơ hàn quá. Văn hóa thấp quá. Đạo đức cũng vậy, suy đồi quá. Phải không ạ? Suy đồi quá. Giờ nói ở góc độ nào đó mình cũng có vấn đề hết. Thì người đàn ông phải nhìn lại hết. Và tất cả đều bắt đầu từ nụ hôn. Là vì khi mình hôn người nữ là mình có một lời cam kết rằng anh sẽ là anh hùng. Anh sẽ là một người quân tử hào hiệp. Anh sẽ là một người có một cái chí hướng đó. Hướng thiện, cải thiện. Yeah. Và phấn đấu không ngừng. Anh sẽ là một cái người đọc sách. Anh sẽ là một cái người gần với đèn. Để anh được sáng. Chứ không phải hôn là để hôn. Vì vậy mà người nữ mới khao khát. Hãy hôn em bằng nụ hôn đầu. Là vì nụ hôn đó anh là anh hùng. Nụ hôn đó khi anh đặt lên đôi môi của em đó, là anh hứa, anh thầm hứa rằng anh sẽ xứng đáng là người nam nhi đại trượng phu, là người anh hùng của em, của các con của mình, của xã hội, của đất nước anh sống. Chứ không phải nó chỉ đơn giản là chỉ ở nụ hôn của sự lãng mạn không.
Đó, như vậy đó. Đó, nói như vậy để Tường Vân đỡ cảm thấy ấm ức trong lòng. Và... Tường Vân. Yeah, em cảm ơn mục sư, em nghe cho bạn của em mà em cũng thấy thương. Thương lắm. Dạ, thấy thương vậy. Bạn phải là rất là hãi hùng tại vì vệ sinh răng miệng không có, chưa đánh răng mà. Thành ra là rất là tội và thương cho những người phụ nữ không có được cái may mắn, cái người 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 chồng mình được tinh tế như vậy. Thì rất là cảm ơn mục sư đã chia sẻ, và em cũng rất là kỳ khói thuốc luôn. Cũng may anh Phiên cũng bỏ được khói thuốc lá cũng khá lâu rồi, chứ còn cái khói thuốc cũng là một trong những cái nếu mà hút lâu ngày cái miệng nó có nhiều cái mụn khó chịu lắm. Dạ, thành ra là cảm ơn mục sư đã thôi nói thẳng nói thật để mà mọi người đều có thể hiểu được. Em cảm ơn mục sư. Cảm ơn câu hỏi của chị Vân. Câu hỏi này thì chắc là rất 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 nhiều chị em hay là những người phụ nữ thắc mắc hoặc là mong ước là điều đó không xảy ra với mình. Với Thiên Lý cũng vậy, Thiên Lý rất là kỵ cái mùi mùi tỏi, đặc biệt là tỏi sống hay là hành sống, nó rất chi là khó chịu luôn. Lúc đó là nếu như người chồng hoặc người yêu của mình mà tiến đến mình để hôn thì có thể với người khác thì chấp nhận, nhưng mà với Thiên Lý thực sự là Thiên Lý sẽ từ chối. Và Thiên Lý nghĩ là nếu như mình trong giai đoạn yêu ấy, mình dễ dàng bao nhiêu thì cả cuộc đời mình cũng sẽ như vậy. Nên là Thiên Lý không biết là các chị như nào, chị Vân hoặc là chị Yến Nga, các chị em như nào, nhưng mà Thiên Lý sẽ sẵn sàng từ chối những nụ hôn như vậy, bởi vì đó nó thể hiện cái sự trân trọng của người đàn ông dành cho mình. Nếu như anh không trân trọng em hoặc là không coi trọng cái nụ hôn đó thì cái nụ hôn đó chỉ là được từ phía anh thôi, mà em thì nó là một cái sự chịu đựng. Mà hôn nhân mà có sự chịu đựng thì thực sự là nó sẽ không mang lại một cái kết quả tốt đẹp nào cả. Không biết là điều này với Thiên Lý, cái thái độ hoặc là cái hành xử như vậy, điều đó nó quá sai không thưa mục sư? Để mà mình tôi biết là cái Thiên Lý có đưa cờ đỏ lên, cờ trắng, cờ vàng gì đó, tùy theo mình cầm một số cây cờ trong phòng ngủ hoặc là nơi nào đó, cứ sẵn đó mình lấy ra. Nhưng mà tôi biết Nga đó nói chuyện chung và cũng nói chuyện riêng một chút. Tôi thỉnh thoảng cũng hỏi Nga chứ, thỉnh thoảng chứ không phải lúc nào cũng vậy, để mình xem thử cái hơi của mình như thế nào. Nhiều khi mình sống trong cái thân thể này, mình không có ngửi được, mình không biết được. Tuy là mình đã đánh răng rồi, đã dùng nước súc miệng rồi, tôi rất cẩn thận ở cái việc này. Mình là con người lúc nào cũng thích sạch sẽ, thích đâu ra đó hết. Nhưng mà mình tế nhị, mình hỏi thăm thử. Yeah, mình hỏi thăm thử. Và đây là việc mà tôi thấy rằng đàn ông ở tuổi nào cũng nên. Là vì tôi cũng chứng kiến các cụ đó, những ông bà đi vào tiệm cà phê của Yến Nga, và chúng ta thấy nhiều người Mỹ lắm, người ta vẫn giữ nguyên cái phong cách, phải nói là rất là cổ điển, rất là đẹp. Tóc người ta chải phải nói là nó đâu ra đó, nhất là những người đàn ông. Áo ăn mặc, cách họ đưa vợ họ vào bàn, kéo ghế ra rồi ngồi, vợ ngồi xuống, vợ chuẩn bị ngồi xuống mới đẩy ghế vào. Tất cả mọi sự dường như và hình như nó là ngày đầu tiên họ gặp nhau thì phải. Ủa, đàn ông Việt Nam chúng ta có làm được việc đó không? Ăn mặc nha, áo sơ mi đâu đó, đi vào một tiệm quán cà phê nó cũng đơn sơ, casual thôi. Nhưng mà người ta lịch thiệp như vậy, có nghĩa là ở nhà người ta không đặc biệt với nhau. Vậy Nga có nói, những người phụ nữ như vậy đó, họ giống như là trẻ thơ vậy. Có một ông chồng đưa vợ đến một cái tiệm làm móng tay kế bên. Và ông đến tiệm cà phê, ông ngồi ông chờ. Rồi sau đó ông đưa bà qua bên này. Và như là cái ngày mà chàng và nàng mới hẹn nhau lần đầu tiên. Thì ở đây, hãy hôn em nụ hôn đầu. Những nghĩa cử như vậy là nụ hôn đó. Và hay quá là người ta có thể duy trì điều đó đến cái năm 90 mấy tuổi cuộc đời họ. Chị Thiên Lý. Có nghĩa là trong đời sống hàng ngày đó, họ có thể trao đổi với nhau được, có thể nói chuyện với nhau được, có thể hỏi thăm nhau. À, em nhìn anh có thấy đẹp, anh đẹp trai không? Tôi không biết ngoài kia còn có người chồng nào ở cái tuổi 6-70 có thể tự nhiên hỏi mình câu hỏi đó. Và anh thấy em như thế nào? Em đẹp không? Hôm nay em đẹp không? Vân vân. Ồ, những câu hỏi như vậy dễ thương lắm. Rất dễ thương luôn. Và đàn ông cũng vậy, không có cần phải ngại để nói lên điều đó. Yeah.
Và thỉnh thoảng cũng hỏi thăm người nữ của mình đó, không phải đánh giá mình nhưng mà hỏi thăm người nữ, à lúc này thân thể anh như thế nào, em thấy anh có cần điều chỉnh điều gì không, răng miệng tóc tai anh như thế nào vân vân. Không phải là mình nghe là mình buồn trong lòng không, đó là những cặp vợ chồng thật sự yêu thương nhau và đó là những đôi bạn rất tốt với nhau, đáng tin và tự nhiên để hỏi nhau những câu hỏi như vậy. Mà tôi với Nga đó là điều mà chúng tôi làm, không có gì cả, không cần phải từ chối, ngoại trừ là người chồng chưa hiểu thì vợ xa xa có thể nói một cách tế nhị và người chồng phải hiểu việc đó. Ăn tỏi thì cũng có thể ăn nhưng mà ăn vào một cái điểm thời gian nào đó chứ không phải đến lúc gần hôn mới ăn, hoặc là cuối ngày mới ăn tỏi, hoặc là tỏi nếu mà không muốn ăn hăng đó thì ăn tỏi ngâm. Tỏi ngâm bằng chút giấm, táo và nước ấm đó, tỏi nó rất là thơm, nó lại chuyển thành cái mùi thơm. Ok. Có nhiều cách để ăn tỏi lắm chứ không nhất thiết là phải ăn tỏi tỏi sống hoặc là ăn sống. Và tôi cũng chứng kiến một vài người lớn đó, là người ta vào nhà hàng là nguyên một cái cọng hành, cái cây hành sống ta bỏ vào miệng nhai nhom giống như là bò ăn cỏ vậy đó. Nhai như vậy để làm gì, hỏi ra thì biết là để chống virus. Vì mình chống virus mà mình hôi cả nhà hàng hoặc là đi đâu cũng hôi, tôi ngồi trên xe chịu không nổi mà. Ngồi chung trên xe để chống virus mà nhai nhồm nhộp như vậy đó. Thì còn gì nói nữa. Có nhiều cách để ăn lắm, ăn sao cho nó khôn, nó khéo một chút. Để cho cái mùi trong cơ thể mình nó toát ra đó, nó có một cái aroma, một cái mùi thơm dễ chịu đối với những người xung quanh. Rồi chị Thiên Lý. Cảm ơn mục sư Ngô Duy Cường. Nụ hôn là sự kết nối giữa hai người, và nụ hôn sẽ để lại những cảm xúc tốt hoặc không tốt đối với người phối ngẫu của mình. Nên là cái sự chuẩn bị cho tâm trạng, cho trạng thái, cho nụ hôn của mình dành cho người chồng, người vợ rất là quan trọng. Và đặc biệt ngay cả phụ nữ cũng vậy. Ví dụ với Thiên Lý thì nếu như mà mình cảm thấy là mình có một cái gì đấy nó, ví dụ là mình có một cái mùi gì đó từ hơi thở của mình chẳng hạn, thì Thiên Lý cũng sẽ là dễ từ chối nụ hôn, tại vì mình không muốn để lại một cái cảm xúc không tốt dành cho người yêu hoặc người chồng của mình, vì nó có thể nó sẽ đi theo và gây ấn tượng và lần sau người ta sẽ tránh. Nên là mỗi một phụ nữ hoặc là người đàn ông sẽ có một cái hành xử, nhưng mà có lẽ là Thiên Lý hơi hơi khó khăn. Cảm ơn mục sư Cường về sự chia sẻ vừa rồi. Chị Thiên Lý, tôi cũng gợi ý với các cặp vợ chồng như thế này, là ở nơi nào bây giờ cũng có thể có trái cây được hết á. Cho nên nếu mà đã có hẹn với nhau thì nên có ít trái dâu đó ở trong phòng ngủ, hoặc là trước đó dùng ăn và ăn chậm lại cho cái chất nước của dâu đó nó thấm vào răng của mình, thấm vào lưỡi của mình. Và dâu theo như các quyển sách liên quan đến nghệ thuật ân ái giữa vợ chồng đó, dâu nó kích thích về tình dục. Ăn dâu trước hoặc là cà chua cũng vậy, nhất là người nam đó. Trước khi mình vào phòng với vợ mình khoảng chừng tiếng đồng hồ trước đó, mình nếu có cà chua tươi, mình ăn trái cà chua chua tươi, vừa ăn vừa thưởng thức nó, cho nó thấm vào môi và miệng mình. Những cái chất tự nhiên như vậy đó, nó làm cho hơi thở của mình nó nhẹ lắm, nó thanh lắm. Và nhiều loại trái cây hay lắm, và nên như vậy. Đó là thêm lời gợi ý liên quan đến cái việc cần phải khử. Giả sử bên Việt Nam mà chúng ta không có thuốc súc miệng chẳng hạn, thì sau khi đánh răng rồi đó, chúng ta có thể dùng trái cây. Dùng trái cây để... Rồi sau đó, sau khi ân ái xong rồi đánh răng lại, đâu sao đâu. Hoặc là để như vậy ngủ, tùy theo ai muốn như thế nào tùy. Nhưng mà trái cây đó là một trong những cách để giúp khử đi những cái mùi. Và nếu tối nay có hẹn thì đừng có ăn nước mắm. Tại vì nước mắm nó ghê gớm lắm, nó là coi như là nhất dương chỉ của Việt Nam mình đó. Nó dễ sợ lắm, khi mà nó vô nó thấm kinh khủng lắm. Phải không ạ? Nó thấm kinh khủng lắm, mà lâu lắm nó mới hết cái mùi đó. Nước mắm với cá, đó là hai cái loại. Rồi. Cảm ơn sự gợi ý của mục sư Ngô Duy Cường.
có thể dùng trái cây, có thể dùng nước súc miệng, những cái xịt miệng chẳng hạn, nó cũng tạo lên những cái mùi hương thơm dễ chịu khi mà chúng ta bắt đầu với những cuộc yêu hoặc bắt đầu với những nụ hôn dành cho người phối ngẫu hoặc người yêu của mình. Cảm ơn Mục sư Ngô Duy Cường, cảm ơn anh Phi, chị Tường Vân và chị Yến Nga, cũng như tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình Cùng Xây Tổ Ấm ngày hôm nay. Trước khi kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay thì Thiên Lý cũng muốn mời chị Yến Nga sẽ dâng lời cầu nguyện cho chương trình của chúng ta, cũng như cho tất cả các anh các chị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong suốt những thời gian vừa qua. Và xin mời chị Yến Nga được không? Yeah. Thưa Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho buổi Zoom tối hôm nay rất là đặc biệt, nói về nụ hôn đầu, tình yêu mà Chúa đã đặt để trong trái tim của mỗi chúng con thật là đặc biệt khi chúng con thể hiện tình yêu thương qua nụ hôn với lòng trắc ẩn, như mục sư có nói là đã thể hiện tình yêu của Chúa rồi. Và khi chúng con đã có những đặc điểm như vậy thì rõ ràng là hạnh phúc luôn luôn ở trong tâm của mỗi chúng con và dành cho nhau. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban sự đặc biệt này cho mỗi tâm hồn, mỗi trái tim. Và khi nghĩ đến như vậy thì chúng con tiếp tục thể hiện bằng các sự chuẩn bị, tâm tưởng của mình, lời nói, hành động và cử chỉ để cho người phối ngẫu và bạn đời của mình thưởng thức được những giây phút hạnh phúc. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho mục sư có những sự giải thích cũng như là ý niệm về nụ hôn để chúng con hiểu rõ hơn và thực hiện trong đời sống hôn nhân của mình. Cảm tạ ơn Chúa luôn luôn giúp chúng con. Con dâng lên Chúa với nhiều lời, nhân danh Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen. Cảm ơn lời cầu nguyện của chị Yến Nga. Buổi Zoom của tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu với nhau với chủ đề là ta yêu nên ta ghen. Tình yêu hay là hôn nhân, chúng ta sẽ cần phải đối diện với những cái cơn ghen của người hoặc là của người phối ngẫu, người chồng hoặc người yêu hoặc người vợ của mình, và chúng ta sẽ xử lý những điều đó như thế nào. Hoặc là ghen, tại sao lại ghen, vì ta yêu nên ta ghen, hay còn có những lý do nào ở trong đó nữa, thì tuần tới chúng ta sẽ cùng đưa ra những câu hỏi để cùng giải đáp với mục sư Ngô Duy Cường. Thời lượng của chương trình đã hết, nên là thay mặt cho chương trình Cùng Xây Tổ Ấm, Thiên Lý cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các anh chị, các bạn và tất cả mọi gia đình, một năm mới 2022 bình an hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần tới ạ.